thiếu rau củ quả trái cây sẽ nguy hiểm đến sức khỏe của cơ thể như thế nào. Bạn hãy theo dõi hết video này để chúng ta biết tầm quan trọng của rau củ quả trái cây nhé. Bạn vẫn biết rằng ngày nay ô nhiễm môi trường đã khiến thực phẩm bẩn và tràn lan những thực phẩm không đảm bảo cho sức khỏe, khiến bệnh tật hoành hành và suy giảm cho chất lượng cũng như là sức khỏe của tất cả mọi người. Để đảm bảo được một sức khỏe hoàn hảo, chúng ta cần phải kết hợp tập luyện thể dục thể thao với một chế độ ăn ngủ nghỉ khoa học và đảm bảo đầy đủ rau củ quả trái cây. Nếu cơ thể không có đầy đủ rau củ quả trái cây thì sẽ vô cùng nguy hiểm như dưới đây. Vì rau củ quả trái cây các bạn vẫn biết rằng nó có chứa một cái hàm lượng vitamin và khoáng chất vô cùng quý hiếm. Và mỗi một loại rau, một loại quả, một loại củ nó lại có những cái hàm lượng khoáng chất khác nhau. Bởi vậy chế độ ăn phong phú rau củ quả trái cây là điều vô cùng quan trọng. Và những ai không đáp ứng đầy đủ chế độ rau củ quả trái cây mỗi ngày thì cơ thể của chúng ta sẽ thiếu hụt đầu tiên đó là canxi và phốt pho. Canxi và phốt pho là những hàm lượng khoáng chất tạo nên một cái hệ xương khớp mạnh khỏe. Nếu thiếu hụt, chúng ta sẽ rất nguy hiểm, giống như khung nhà đang bị lỏng lẻo và sập đổ. Vậy làm thế nào để chúng ta khỏe mạnh về hệ xương khớp? Các bạn hãy cân bằng đầy đủ rau củ quả trái cây để không thể thiếu được canxi. Bên cạnh đó nữa, thì khi các bạn bổ sung đầy đủ những cái hàm lượng ở trong các loại quả như là chanh, thì buổi ngày cơ thể các bạn mới hấp thu ánh nắng mặt trời để chuyển đổi thành vitamin D và giúp cơ thể của chúng ta hấp thu các loại dinh dưỡng ra được canxi, khỏe mạnh về hệ xương khớp nha. Và canxi phốt pho thì có rất nhiều ở trong cần tây, súp lơ, rau dền, rau mùng tơi, các bạn nhớ bổ sung. Sắt là thành phần huyết sắc tố, tham gia vào quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể và giữ vai trò vô cùng quan trọng trong hấp thu tế bào. Nếu cơ thể của chúng ta thiếu sắt, dẫn đến cơ thể sẽ thiếu máu. Và nếu thiếu máu rồi, sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho sức khỏe, ví dụ như thiếu máu não, rối loạn tiền đình, đau đầu, khó ngủ, mất ngủ. Và rồi nếu mất ngủ lâu dài, bạn sẽ bị các bệnh như là đau dạ dày bao tử, như là các bệnh về xương khớp vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy, bạn hãy bổ sung các loại rau củ quả trái cây có màu đỏ, màu cam để bổ sung cái hàm lượng sắt cho cơ thể của chúng ta chuyển hóa thành máu nha. Tiếp theo nữa là iốt. Iốt là vi chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng cho cơ thể, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh, bởi nó cần cho sự tổng hợp hormone và tuyến giáp. Iốt duy trì thân nhiệt và phát triển của xương. Khi cơ thể của chúng ta thiếu hụt iốt thì các cái tuyến giáp làm việc không được hiệu quả nữa và dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, hay là trẻ em nếu thiếu iốt thì sẽ bị còi xương và chậm phát triển. Vậy bổ sung iốt trong thực phẩm là các loại rau củ quả trái cây như là rong biển, như là cá biển hay là rau cải song bạn nhé. Còn hai loại khoáng chất kẽm và magie có vai trò tăng cường sức đề kháng cho cơ thể của chúng ta và giữ cái vai trò ổn định hệ miễn dịch cho cơ thể. Kẽm và sắt thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta chuyển hóa năng lượng rất là tốt. Nếu mà trẻ em thiếu kẽm và sắt thì sẽ bị còi xương và biếng ăn. Còn người lớn thì cũng sẽ bị xảy ra các hiện tượng như là loãng xương, suy giảm sức đề kháng và hay bị mệt mỏi. Nên bạn cũng hãy sử dụng phong phú rau củ quả trái cây, ví dụ như là củ cải hay là đậu nành. Bởi vậy bạn hãy nhớ nhé, tất cả các loại rau củ quả trái cây đều vô cùng quan trọng và chúng có những dinh dưỡng khác nhau. Nếu bạn ăn trong một ngày một loại rau hay một loại củ không hề tốt, bởi vì nếu một loại rau muống chẳng hạn, cơ thể của chúng ta chỉ cần một nhúm thôi. Nhưng một bữa ăn bạn cần phải bổ sung vài loại rau củ quả trái cây thì cơ thể của chúng ta mới đủ được. Tuy nhiên, Lai Yến muốn nói với các bạn thêm một điều như thế này. Nếu cơ thể của chúng ta đã bị các bệnh lý liên quan, ví dụ như đau mỏi vai gáy, mất ngủ, khó ngủ hay là bệnh về xương khớp thì đó đã là bệnh lý rồi. Nếu các bạn bổ sung rau củ quả trái cây chỉ giúp cho các bệnh lý của bạn không phát triển nặng hơn và ổn định cho sức khỏe trong thời điểm hiện tại. Nhưng chúng ta cần phải sử dụng các bộ chữa từ thảo dược để cải thiện, tan biến nhanh các vấn đề liên quan đến nhức mỏi vai gáy và giúp tăng cho việc sức khỏe đề kháng của bạn tốt lên và hỗ trợ cho bạn ngủ ngon thì các cái bệnh lý đấy mới tiêu tan và giúp cơ thể của chúng ta mới mạnh khỏe được. Bởi vậy Lion Team là những chuyên gia tư vấn và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ thảo dược. Nếu bạn bị đau đầu, khó ngủ, mất ngủ, thiếu máu, hãy để lại thông tin ngay để đội nhóm Lion Team hỗ trợ bạn có giải pháp tốt nhất trong vòng 3 tháng nha. Hãy chia sẻ video để giúp cho nhiều người cùng mạnh khỏe với chúng ta từ rau củ quả trái cây. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.